Xin chào các em đã quay trở lại với channel của Laughter Z, mình là Review. Và ở video lần trước khá lâu rồi, mình đã đánh giá chiếc Zephyrus G14 này. Đây là một trong những chiếc máy cháy hàng rất nhanh tại thị trường Việt Nam lẫn thị trường thế giới. Và bây giờ chiếc máy này đã tiếp tục quay trở lại đây. Và bây giờ mình đã có thêm thời gian để test game, gửi đến em những thông tin, những cái hiệu năng và cái sức mạnh thực tế của chiếc Zephyrus G14 này. Trong một quá trình dài sử dụng thì hiệu năng thực tế của chiếc Zephyrus G14 này ra sao? Và liệu đầu năm 2021 rồi thì chúng ta có nên mua chiếc máy này để chơi game, học tập, làm việc giải trí hay không? Thì trong video này hãy cùng mình test game trên chiếc Zephyrus G14 này nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo chiếc Zephyrus G14 này thì mức giá của sản phẩm này tương đối ưu đãi. Khi anh em đặt trước tại cửa Laptop AZ sẽ được giảm giá 1 triệu đồng nữa cơ. Thế nên là anh em hãy tham khảo Laptop AZ nhé. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và giờ hãy cùng mình bắt đầu chơi những tựa game đầu tiên. Khi chơi với những tựa game đầu tiên thì mình sẽ nhắc qua một chút về cấu hình cho anh em để tham khảo với chiếc máy này nhé. Chiếc máy này đang sử dụng là Ryzen 7 4800H với 8x16 luồng, dung nhịp tối đa là 4.2GHz. Cái phiên bản này là phiên bản HS, phiên bản chỉ tiêu thụ điện là 35W thôi, tại vì đây là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ đến từ Asus. Chiếc máy này sẽ đi cùng là 8GB RAM và card đồ họa NVIDIA GTX 1650 với 4GB RAM. Đây là một cấu hình gọi là tương đối cơ bản cho anh em nào đang muốn chơi game tại thời điểm hiện tại. Và với ba tựa game tương đối nặng sau đây là PES, Wormhole Z và Shadow Tomb Raider, liệu hiệu năng của chiếc máy này trong một quá trình dài sử dụng sẽ ra sao và cái cảm giác chơi game trên chiếc máy này có thoải mái và thỏa mãn mình hay không, thì hãy cùng mình bắt đầu chơi tựa game đầu tiên nhé, là Wormhole Z. Và tựa game đầu tiên Wormhole Z ấy, thì mình đã chơi được một khoảng thời gian cũng khá rồi. Thì ở đây mình sẽ chơi cho anh em setting ở đây sẽ là setting medium, thì mình nghĩ là sẽ vừa sức với cả đồ họa NVIDIA GTX 1650 Max Q hơn. Thì với setting medium thì mình chơi từ đây là khoảng 60 FPS, tương đối là khỏe mạnh, tương đối là hiệu quả, chơi vẫn khá là mượt, không bị drop mặc dù là bắn zombie tương đối là nhiều. Và trong quá trình chơi anh em thấy là nhiệt độ hay là xung nhịp của CPU cũng khá ổn định, xung nhịp thì khoảng 4.0 và nhiệt độ của CPU 8x là 80 độ, theo mình vậy là mát chứ đúng không. Cùng với đó là nhiệt độ của card đồ họa cũng lên cùng lắm là chưa đến 70 độ, thế nên mình nghĩ đây là mức nhiệt độ rất là chấp nhận được với cả một chiếc laptop ultrabook gaming như là Zephyrus G14. Ngoài ra thì chiếc Zephyrus G14 này thì có một cái điểm mà anh em cần lưu ý nhá, là cái bề mặt chiếu nhìn tay này họ làm bằng magie, thế nên là cái cảm giác nhiệt nó chuyển ra tay nó tương đối là nhanh, và nhờ anh em khó tính một chút thì nó sẽ hơi khó chịu. Còn trong quá trình mình chơi ấy, thì mình thấy thoải mái. Và bây giờ mình sẽ chơi được khoảng thời gian nữa để mình có thể tiếp tục trải nghiệm chiếc máy này trong một khoảng thời gian tiếp theo. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu chơi tựa game này trong khoảng 10 đến 15 phút nữa nhá. Ok, và sau một thời gian chơi thì anh em thấy là những cái khung hình ở trong nhà ấy, thì nó có lên khoảng 90 FPS cơ, tương đối cao. Và trong một quá trình dài mình chơi thì mình để ý là có một điểm mà anh em sẽ lưu tâm là cái bàn phím, hành trình phím khá là sâu. Mình nghĩ là trong một thời gian dài anh em chơi game ấy, vẫn sẽ khá thoải mái trên cái bàn phím này. Và nhiệt độ CPU và card đồ họa thì vẫn không thay đổi, thậm chí là CPU bây giờ chỉ còn 75 độ C thôi, khá là mát mẻ đúng không. Và nhiệt độ chiếc máy này theo mình đánh giá là tương đối ấn tượng với một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ mà có tới 8x CPU cùng card đồ họa NVIDIA GTX 1650, tương đối là ngon anh em, chấp nhận được. Ngoài ra thì đây là phiên bản màn hình 60Hz. Nếu anh em có một chút tài chính nữa thì chúng ta có thể lấy phiên bản 120Hz, thì mình nghĩ là sẽ chơi những tựa game như thế này sướng hơn nữa. Còn nếu không ấy thì anh nghĩ là bản này là cũng ok rồi. Thế là một tựa game như này mình nghĩ là chơi khoảng hết ván game này là cũng chấp nhận được rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một tựa game tiếp theo, một tựa game nặng nặng hơn một chút để xem là hiệu năng chiếc máy này thực tế ra sao nhé.
Và tựa game tiếp theo các bạn có rất là quen thuộc với cả channel Locker Z rồi là tựa game PES 2021, một tựa game rất là mới. Thì setting của chiếc máy này mình đang để ở game này là medium, thì mình nghĩ là medium sẽ phù hợp với cả chiếc máy này nhất. Để hai thì mình nghĩ sẽ hơi quá sức, nhưng mà có lẽ là nếu anh em thấy FPS khoảng 100 này thì mình nghĩ để hai chắc cũng chơi được đấy, không vấn đề gì đâu. Nhưng thôi mình cứ để medium chơi cho nó thoải mái nhất. Thì có một điểm mình sẽ lưu ý cho anh em ở đây là PES 2021 tựa game rất là nặng, và khi mà chiếc máy này chơi ấy, anh thấy là CPU cả đồ họa đạt được mức rất là cao, CPU khoảng 50% và cả đồ họa khoảng 90%. Và tiếng quản chiếc máy này trong quá trình hoạt động thì mình sẽ đánh giá là tương đối là lớn. Nếu mà so với các chiếc máy trong tầm tiền như là Legend 5 hay G512 thì tiếng quản chiếc máy này tương đối ổn đấy anh em ạ. Và anh em có thể nghe rõ tiếng quản trong quá trình chơi game. Đến điểm chúng ta phải đánh đổi cho một chiếc laptop gaming hiệu năng cao mà lại mỏng nhẹ như vậy. Được cái là màn hình có độ sáng hay là độ phủ màu nhìn tươi tắn, nên là cảm giác nhìn màn hình nó rất là thoải mái trong quá trình những chơi những tựa game như này. Và bây giờ thì mình sẽ tập trung chơi tựa game này một lúc để xem là hiệu năng chiếc máy này ra sao nhé. Và sau nửa hiệp đầu mình chơi với PES 2021 thì anh em có thể thấy là nhiệt độ của cả đồ họa lên khoảng 72 độ C. Nhưng mà xung nhìn vẫn giữ khá ổn định anh em ạ. Còn với CPU thì lên là khoảng 84 độ C rồi, một tựa game mà khiến cho CPU của máy hoạt động tương đối là vất vả. Và mình thấy là với tựa game này thì cũng đúng nặng đồ thật. Và với 84 độ C thì mình nghĩ là vẫn trong mức nhiệt độ khá là an toàn. Ngoài ra thì với chiếc laptop này thì cái hiệu năng chơi game ổn định. Mình thấy là FPS lúc nào cũng đạt được ngưỡng khá là cao, khoảng 100 FPS cho medium setting. Với tựa game PES 2021 thì sẽ là ok rồi đấy. Anh em để hai setting vẫn chơi ngon, vẫn rất là dư sức. Và với PES 2021 này thế là chơi đủ rồi. Bên sau một tựa game nặng đô đúng nghĩa luôn là Shadow of Tomb Raider, để xem là hiệu năng chiếc máy này ra sao nhá. Và với tựa game cuối cùng của ngày hôm nay là một tựa game nặng, rất nặng đô là Shadow of Tomb Raider. Thì setting mình sẽ để là medium để cho chiếc máy này dễ thở nhất, ưu tiên trên này một chút, tại vì là nếu mà để 2 thì 1650 mắc kill mình nghĩ là không đánh được. Nhưng mà với phút tết ở đầu game này thì khoảng 60 FPS thì cũng khá ok rồi. Mình nghĩ là tí nữa mình sẽ để thử 2 luôn để xem là hiệu năng trên máy này ra sao. Nãy chơi PES thì cái việc chỉnh setting nó không được tiện cho lắm. Thì với Shadow of Tomb Raider thì mới vào game thôi, nhiệt độ của CPU cả đồ họa khá là cao đấy, 67 độ và 75 độ C. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức tựa game này một lúc nữa để tiếp tục chúng ta trải nghiệm tựa game này nhé. Với Zephyrus G14 thì mình có khá là nhiều điểm hài lòng và một ít điểm chúng ta sẽ phải phàn nàn thôi. Ở bên cạnh phải và cạnh trái đều có khe gió tản nhiệt, thế nên là bên cạnh phải này này thì các bạn khi các bạn dùng chuột bạn để là phía cao một chút ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Thế nên là mình phải thay đổi cái thói quen sử dụng chuột của mình để xuống dưới cái phần ở phần khu vực phía dưới một chút để tránh cái phần khe gió tản nhiệt đi, để mới có cái trải nghiệm sử dụng thoải mái nhất. Ok, nói sàm sàm vậy thôi, bây giờ hãy cùng mình bắt đầu chơi game nhé.
Ok, và sau cái phân cảnh đầu của Shadow Tomb Raider thì cái điểm mà mình để ý nhiều nhất nó không phải là đồ họa các thứ anh em ạ, mà loa. Đây là một tựa game đánh rất là mạnh về cái khả năng sử dụng âm thanh của loa và về tai nghe, thì mình thấy là loa chiếc máy này nó xứng đáng để chơi những tựa game chất lượng như nào. Âm thanh nghe rất là đã, âm thanh về đổ đá hay những cái âm thanh xung quanh cái tựa game này nó được tái tạo rất tốt. Ngoài ra thì với một tựa game ăn nhiều về cả đồ họa hơn, thì với cả đồ họa của chiếc máy này thì giờ chỉ vào khoảng 68 độ, nghĩa là dưới 70 độ C, tương đối là thoải mái. Và nhiệt độ của CPU thì khá là mát mẻ, khoảng 71 độ C thôi. Và xung nhịp thì lúc nào cũng giữ khoảng 4.2GHz, 4.1GHz. Rất là ok, rất là ngon. Và FPS anh em thấy đấy, khoảng 60 FPS là đủ để chơi rồi, thoải mái, rất là vô tư rồi. Không có gì lăn tăn suy nghĩ gì nữa. Và với GeForce G14 này, đây là một chiếc máy hoàn toàn có thể giúp cho anh em chơi game, cả những game nặng nếu anh em setting game hợp lý. Như ở đây mình setting medium chơi rất thoải mái. Và bây giờ mình thử để 2 luôn, chơi thứ xem để xem là có thoải mái không nhá. Đấy, mình để lên 2 nhá. FPS nó vẫn vô tư, vẫn chưa vấn đề gì luôn. Anh em vẫn có thể chơi được, miễn là nó trên 30 những game như này là thoải mái lắm rồi. Chỉ có điểm trừ duy nhất là phiên bản này là phiên bản 60Hz thôi. Anh em nào mà thích trải nghiệm màn hình mượt hơn thì hãy cố lên một chút tiền chúng ta lấy mà 140Hz. Còn nếu không, chúng ta thoải mái chơi những tựa game giải trí nhẹ nhàng này, lấy 60Hz là ok rồi. Và đó là tựa game cuối cùng ngày hôm nay là Shadow Tomb Raider. Và sau 3 tựa game tương đối là nặng đô với chiếc máy này, thì mình nghĩ là với một chiếc laptop gaming 14 inch với cấu hình mạnh mẽ, với một CPU 8 nhân được nhét trong chiếc máy này như vậy, thì mình nghĩ chiếc máy này vẫn tương đối là tốt với hiệu năng mà chiếc máy này có thể mang lại. Anh em hoàn toàn có thể chơi game mượt mà, miễn là anh em để setting game hợp lý được. Tại vì 1650 cũng không phải là một cả đồ họa quá là khủng khiếp trong tầm tiền. Nhưng mà dẫu sao thì đây là một chiếc laptop gaming ultrabook mỏng nhẹ, thế nên mình đánh giá hiệu năng chiếc máy này rất tốt. Và với cá nhân mình thì mình cũng sẽ sẵn sàng chơi game trên chiếc máy này trong một khoảng thời gian dài như vậy. Và anh em nghĩ sao về chiếc GeForce G14 này? Và mức giá hiện tại của sản phẩm này là khoảng 26 triệu và nếu anh em đặt trước tại CloudTZ sẽ được giảm giá 1 triệu nữa. Thì mình nghĩ là sản phẩm này sẽ rất đáng cân nhắc trong tầm tiền để anh em cần một chiếc máy có tính di động tốt và hiệu năng cao. Và đó tất cả gì trong video này. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của CloudTZ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên là anh em có những mẫu máy nào muốn game test thì có thể để cái ý kiến của anh em dưới phần bình luận, phần mô tả, phần comment nhé. Và bây giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.